Chào mừng quý vị và các bạn đến với Blog Tim Thi Thi. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật thoải mái với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì mời quý thính giả cùng đến với chuyên mục Chuyện Lạ. Chúng ta cùng lắng nghe những câu chuyện hấp dẫn và đặc sắc được cập nhật từ khắp nơi trên thế giới. Nhặt được cục đá lạ cậu bé cho là trứng khủng long. Sau khi chuyên gia tới xác nhận thì nó đúng là trứng khủng long. Phát hiện của cậu bé 10 tuổi người Trung Quốc đã khiến cho các nhà khoa học vô cùng bất ngờ. Theo Daily Mail thì cậu bé tên là Zhang Jiexi, 10 tuổi, đã phát hiện ra một vật thể lạ khi đang đi chơi tại một bờ kè ở thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông vào hôm ngày 23 tháng 7. Zhang Jiexi cho biết là ban đầu cậu nghĩ đây là một viên đá kỳ lạ lẫn trong đất, nhưng sau đó quan sát kỹ hơn thì cậu bé 10 tuổi cho rằng đây có thể là trứng khủng long. Ban đầu cháu nghĩ nó là đá, nhưng sau khi phát hiện ra những vòng tròn bên trong, cháu đã gọi mẹ tới. Cả hai mẹ con đều nghĩ đây có thể là trứng khủng long. Zhang Jiexi đã chia sẻ với phóng viên của đài phát thanh truyền hình Hà Nguyên. Theo Li Zhangfeng, mẹ của Zhang Jiexi, con trai của cô rất là yêu thích khoa học, đặc biệt là loài khủng long, và đã đọc rất nhiều sách về loài động vật khổng lồ đã tuyệt chủng này. Zhang Jiexi đoán đây là trứng khủng long bởi vì nhớ tới máu vọt trứng khủng long tại một bảo tàng địa phương mà cậu bé đã từng ghé qua. Cô Xin Phăng đã gọi cho cảnh sát và đứng giám sát cùng con trai tại khu vực phát hiện ra trứng khủng long cho tới lúc giới chức địa phương tới. Chuyên gia đến từ bảo tàng khủng long Hà Nguyên đã xác nhận viên đá đúng là trứng khủng long hóa thạch. Sau khi đào bới xung quanh thì họ đã tiếp tục tìm thấy 10 quả trứng khác tại khu đất gần đó. Mỗi quả dài khoảng 9cm và đều chung một ổ. Hoàng Đông là cựu giám đốc bảo tàng khủng long Hà Nguyên chia sẻ trên Beijing News rằng số trứng hóa thạch này có từ thời cuối của kỷ phấn trắng. Hiện tại thì bảo tàng khủng long Hà Nguyên sẽ tiếp nhận số trứng khủng long hóa thạch trên để nghiên cứu kỹ hơn. Hà Nguyên, thành phố với dân số khoảng 3 triệu người, được mệnh danh là nhà của khủng long. Vào năm 2015 thì 43 quả trứng khủng long hóa thạch đã được phát hiện bởi các công nhân đào đường trong thành phố. Quả trứng khủng long hóa thạch đầu tiên được phát hiện vào tháng 3 năm 1996 gần sông Rong. Kể từ đó thì hơn 17.000 quả trứng khủng long hóa thạch khác cũng được tìm thấy trong thành phố. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là quý vị và các bạn yêu thích những thông tin vừa rồi. Hãy chia sẻ những cảm nhận của mình bằng cách để lại comment phía bên dưới. Và kiểm tra xem mình đã đăng ký nhận tin hay chưa. Nếu chưa thì hãy nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình. Và bây giờ thì quý thính giả có thể nhấn vào đây để chúng ta cập nhật thêm những thông tin nóng hổi hơn. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.